Dạ, con Ngân nè mẹ. Ủa Ngân, con về nước rồi hả? Dạ, con về nước rồi đó mẹ. Con định là tới thăm cả nhà, nhưng mà con có chút việc. Khi nào xong việc đó, con gọi cho mẹ nha. Ừ, mẹ hiểu rồi, con cứ làm việc của con đi. Có gì mẹ con mình gặp nhau sau cũng được. Dạ, bye bye mẹ. Anh Phát. Ủa, sao em có mặt ở đây? Sao anh lại ở đây? Thì anh đây mà. Thì em ở đây. Anh theo dõi em hả? Em nghĩ anh tệ vậy hả? Em cũng không có đủ sức hấp dẫn để anh theo dõi đâu ha. Cái anh này. Nhưng em hỏi thiệt, sao anh ở đây vậy? Thì mẹ anh dặn là mang bánh qua tặng cho cô bé hàng xóm đây nè. Mẹ anh là dì Tư. Không phải, dì Bốn. Cái gì? Mà dì Tư, dì Bốn. Cái anh này dì Tư, dì Bốn là một mà. Ừ thì muốn gọi sao gọi đi, đâu cấm đâu. Anh là con của dì Tư. Không, anh là chủ của căn nhà này. Mà chủ căn nhà này là dì Tư. Thì anh là con của dì Tư đúng rồi. Chọc em quá. Không ngờ anh với em cũng lại có duyên vậy ha. Ngồi đi anh. Nè, mang bánh cho em luôn á. Tiện thiệt chứ. Cảm ơn nhiều nha. Cũng có duyên quá ha. Có gì à, mời anh ăn gà nha. Trời ơi, đừng nhắc tới gà nữa được. Anh ăn với em không? Thôi, em ăn mình đi. Em cũng chỉ mời chơi thôi ạ. Trời ơi, cô bé này có duyên thiệt chứ. Hài hước quá ha. Cảm ơn nha. Nhớ là về gửi lời cảm ơn dì Tư giùm em nha.